Công loại màn vừa an toàn với người, vừa tiêu diệt mũi cực hiệu quả. Những chiếc bàn ra đời với công dụng ban đầu là bảo vệ con người khỏi bị mũi đốt. Tuy nhiên giờ đây, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một cách sử dụng mới của màn, không chỉ bảo vệ chúng ta khỏi mũi đốt mà còn giúp tiêu diệt những con mũi ngay khi chúng vừa kịp chạm vào màn. Sử dụng hệ thống theo dõi video, các kỹ sư từ Đại học Warwick và Trường Y học nhiệt đới Liverpool, Anh đã tiến hành phân tích cách mũi bay xung quanh màn. Theo quan sát, họ nhận thấy những con côn trùng ví dụ như mỗi dành rất nhiều thời gian bay qua bay lại trên đầu lưới. Sau đó, nhóm nghiên cứu tiến hành đặt một chướng ngại vật trên đường bay của mỗi và đặt tên là Barrier Bednet. Nó đơn giản chỉ là một tấm lưới hình chữ nhật được tẩm thuốc diệt côn trùng và đặt dựng đứng trên đỉnh của màn. Đơn giản là vậy nhưng ý tưởng này của các nhà nghiên cứu lại góp phần cản trở rất hiệu quả đường bay của mũi.